Nhận định bóng đá Đức và Hàn Quốc. Bảng F, 21 giờ ngày 27 tháng 6, giờ Đức mới bung sức. Nút thắt tâm lý cuối cùng đã được đội tuyển Đức tháo gỡ sau chiến thắng 2-1 kịch tính trước Thụy Điển ở lượt trận 2. Giờ là lúc mà nhà đương kim vô địch cần thêm một trận đấu tốt nữa để sẵn sàng trong vòng knockout phía trước. Thắng Thụy Điển 2-1 nhưng Đức vẫn chưa giành vé đi tiếp, thậm chí họ vẫn cần một chiến thắng với tỷ số cách biệt trước Hàn Quốc mới có thể tự quyết tấm vé dự vòng knockout. Nhưng với người Đức thì trận thắng Thụy Điển mang ý nghĩa đặc biệt, nó giúp cho các cầu thủ giải tỏa sức ép đã đè nặng lên đôi chân họ từ trước và trong giải đấu. Sự lạc quan đã trở lại, cùng với đó là sự đồng lòng của toàn đội bóng cũng như thể hiện rõ ràng. Và như người hùng Tony Roots nói thì World Cup 2018 giờ mới thực sự bắt đầu. Tất nhiên, nó vậy không có nghĩa là đội tuyển Đức đã bỏ lại sau lưng tất cả những rắc rối. Trong chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển, các nhà đương kim vô địch vẫn để lộ ra những vấn đề tuyến dưới của Manchester vẫn chưa thi đấu thực sự chắc chắn, trong đó việc để mắc bóng nguy hiểm ở giữa sân được hạn chế nhưng chưa triệt để. Chính từ một đường truyền hỏng của Ruth mà Thụy Điển đã tận dụng để vươn lên dẫn điểm và đẩy Đức vào thế khó. Họ cũng phải nhờ đến sự chắc chắn của thủ thành Manuel Neuer trong khung gỗ để không bị thủng lưới nhiều hơn một bàn. Trên hàng công, Đức đã cải thiện nhiều so với trận đấu trước Mexico, đặc biệt là sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội của các nhà đương kim vô địch vẫn là một vấn đề. Bàn thắng của Marco Ruud gỡ 1-1 là bàn đầu tiên của Manchester tại World Cup 2018 và nó đến sau tổng cộng 34 pha dứt điểm nếu tính cả trận đấu với Mexico, hay nếu Julian Draxler dứt điểm tốt từ cơ hội 10 đầu trận hoặc hàng tá pha dứt điểm mà các cầu thủ Đức tung ra sau khi tỷ số là 1-1. Chính xác hơn thì cậu sẽ tăng đã không phải chờ tới những giây cuối cùng của trận đấu để được giải thoát bằng sai phạm của Ruud. Những nhược điểm vẫn còn đó, song điều quan trọng là Son Kim-leo dường như đã tìm được hướng giải quyết. Ở trung tuyến, Sebastian Truji đã làm được những điều mà Sami Khedira không làm được ở những trận trước trong hơn 30 phút có mặt trên sân. Truji bị gãy mũi ở trận đấu với Thụy Điển, nhưng khả năng anh vẫn có thể ra sân ở trận này với một chiếc mặt nạ bảo vệ. Trong khi trên hàng công, huấn luyện viên Son Kim-leo cũng đã có thêm những giải pháp. Trong hiệp 2, kể từ khi Mario Gomez được đẩy vào chơi trung phong với Timo Werner thay cho Draxler chơi bên cánh trái của hàng tiền vệ, những đợt lên bóng của đội tuyển Đức trở nên nguy hiểm hơn. Khi đó, Manchester không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những đường tạt bóng của hậu vệ phải Son Heung-min mà vẫn có thể triển khai những đường bóng bên cánh trái với những tình huống đột phá dưới điểm họ căng ngang của Werner. Trong khi đó, Hàn Quốc dù đã cho thấy những sự tiến bộ so với giai đoạn trước giải, song họ vẫn để lộ nhiều vấn đề. Hàng thủ của đội bóng Đông Á chưa thực sự tạo được sự chắc chắn. Trong hai trận đã đấu với Thụy Điển, đặc biệt là với Mexico, họ đã để lộ ra rất nhiều khoảng trống. Trong khi đó, lối chơi tấn công của Hàn Quốc dựa khá nhiều vào tốc độ và sự đột biến của Son Heung-min. Với nhiều cầu thủ Đức thì Son không phải là cái tên xa lạ, bởi anh từng thi đấu nhiều năm tại Bundesliga. Bởi vậy, nếu có phương án tốt để phong tỏa ngôi sao của Tottenham, thì việc giành chiến thắng với tỷ số cách biệt không phải là nhiệm vụ quá khó với đội quân của huấn luyện viên Son Kim-leo, nhất là khi cổ xe tăng Đức đã trút bỏ được những gánh nặng. Tổng bàn thắng lẻ, cả 4 trận đấu chính thức gần đây của Hàn Quốc đều kết thúc với tổng số bàn thắng là số lẻ, trong khi 5 trận chính thức gần đây của Đức cũng kết thúc với tổng số lần lưới rung là lẻ. Đội bóng đã cho thấy khả năng của mình và hoàn toàn khó khăn nhất ở đấu với Thụy Điển. Nhưng điều tôi vẫn luôn tin tưởng, giờ là lúc mọi thứ cần phải được vận hành trơn tru hơn, huấn luyện viên Son Kim-leo. Nếu bạn không có niềm tin thì tốt nhất nên ở nhà. Cơ hội đi tiếp vẫn còn với Hàn Quốc và chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì mục tiêu, hậu vệ Park Jun-ho, Hàn Quốc. Cục diện bảng F, Mexico sẽ đi tiếp, không thua trước Thụy Điển. Thua Thụy Điển và Đức không thắng Hàn Quốc, Đức sẽ đi tiếp nếu thắng Hàn Quốc với cách biệt từ 2 bàn trở lên hoặc thắng nhiều hơn so với Thụy Điển, thắng Mexico ở trận đấu cùng giờ. Hòa Hàn Quốc, còn Thụy Điển thua Mexico. Thụy Điển sẽ đi tiếp nếu thắng Mexico, đồng thời Hàn Quốc không thua trước Đức hoặc Thụy Điển đánh bại Mexico với cách biệt 2 bàn trở lên. Hòa Mexico, còn Đức thua Hàn Quốc. Hàn Quốc sẽ đi tiếp nếu thắng Đức với cách biệt nhiều hơn 2 bàn và chờ Mexico đánh bại Thụy Điển. Tỷ lệ cược kèo, tài xỉu Hàn Quốc và Đức 21 giờ ngày 27 tháng 6 bảng F. Rất nhiều kịch bản có thể xảy ra tại bảng F. Với chiến thắng trước Thụy Điển, Đức đang có cơ hội vượt qua vòng đấu bảng nếu thắng đậm Hàn Quốc ở lượt trận đấu này, nhưng khả năng đội tuyển Đức có thể chia tay World Cup ngay từ vòng bảng vẫn có thể diễn ra. Bởi vậy, để có được cơ hội đi tiếp buộc, cậu sẽ tăng cần phải giành chiến thắng đậm trước đội tuyển Hàn Quốc trong lượt trận này để quyết định số phận của bản thân. Trong khi đó, Hàn Quốc dù trên lý thuyết vẫn còn cơ hội nhưng vô cùng mong manh, rất có thể trong một trận đấu
Chẳng còn gì để mất, cả hai đội sẽ cuốn vào lối đá đôi công và có nhiều bàn thắng được ghi ở trận này. Khả năng Đức nhận bàn thua ở trận này cũng hoàn toàn có thể xảy ra khi họ đã thủng lưới 8 trên 10 trận gần đây trong bối cảnh trung vệ Sondermi Petet nhận án treo giò. Nguy cơ Đức nhận bàn thua ở trận này hoàn toàn có thể xảy ra. Mặt khác, theo thống kê dự đoán khả năng giành chiến thắng của đội tuyển Đức trong trận đấu này từ các dân chơi cá cược bóng đá như sau. Đội tuyển Hàn Quốc khả năng giành chiến thắng chỉ 7%, còn về đội tuyển Đức có khả năng giành chiến thắng tới 80%. Tỷ lệ cược so kèo tài xỉu Hàn Quốc và Đức. Theo đó, kèo tài xỉu ấn định tổng bàn thắng trong trận đấu này lên tới 1 trên 1.5, tuy nhiên khả năng trận đấu kết thúc với kèo tài không được đánh giá cao khi mức cược ăn nhà cái ấn định lên tới 2.0 trong khi mức cược kèo xỉu ở mốc 1.89. Với hiệu suất ghi bàn của đội tuyển Đức trong hiệp 1 trận đấu chỉ có 1 bàn trên 1 trận, khả năng nổ tài khá thấp. Do đó, lựa chọn kèo xỉu trong trận đấu này là lựa chọn tối ưu nhất. Với kèo tài xỉu, 3 bàn nhà cái ấn định cho trận đấu giữa Hàn Quốc và Đức, đặc biệt nhà cái không đánh giá cao tỷ lệ nổ tài trong lượt đấu này khi mức cược ăn kèo trên tới 2.05 trong khi mức cược ăn kèo xỉu chỉ ở mốc 1.84. Theo đó, hiệu suất ghi bàn của đội tuyển Đức chỉ ở mốc 4.3 một bàn trên một trận. Nhưng đội tuyển Hàn Quốc không phải là đội dễ chơi. Điển hình trong 3 cuộc chạm trán thì Đức chỉ ghi được 5 bàn thắng, hiệu suất trung bình 1.67 bàn trên một trận. Khả năng trận đấu kết thúc với cửa tài không được đánh giá cao. Bởi vậy, để kết thúc trận đấu với kèo tài thì tổng bàn thắng phải kết thúc trên 4 bàn. Do đó, trận đấu được các chuyên gia dự kiến sẽ kết thúc với kèo xỉu tới 79%. Phong độ thi đấu Hàn Quốc và Đức gần đây nhất. Phong độ thi đấu của đội tuyển Hàn Quốc gần đây không được khả quan khi giành được 50% tỷ lệ thắng. Điển hình trong 6 lượt trận thi đấu vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Shelton John chỉ giành được 3 trận thắng, trong khi để hòa 1 trận và thua tới 2 trận. Phong độ thi đấu của đội tuyển Đức gần đây khá ấn tượng, mặc dù chỉ là các lượt trận giao hữu với các ông lớn khác. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Son Heung-min vẫn giữ được thành tích bất bại của mình. Điển hình trong 6 lượt trận vừa qua, đội tuyển Đức giành được 2 trận thắng, trong khi để hòa tới 3 trận và chỉ thua đúng 1 trận. Đội hình dự kiến của Hàn Quốc và Đức. Đội tuyển Hàn Quốc 4-2-3-1, đội tuyển Đức là 4-3-3. Báo chí thế giới nói gì khi Argentina thoát cửa tử ngoạn mục? Nhiều tờ báo uy tín trên thế giới đã bất ngờ khi Argentina giành chiến thắng trước Nigeria để lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018. Đồng thời, họ cũng lên tiếng ca ngợi màn trình diễn của Lionel Messi cùng các đồng đội. Với tinh thần chiến đấu quả cảm, cộng sự tỏa sáng của Lionel Messi ở phút thứ 14 và Marcos Rojo vào phút thứ 86, Argentina đã vượt qua Nigeria với tỷ số 2-1. Victor Moses ở phút thứ 51 với quả đá penalty là tác giả của bàn thắng duy nhất cho đại bảng xanh. Chiến thắng này đã giúp cho Argentina giành quyền vào chơi ở vòng 1/8 World Cup 2018 với tư cách là đội nhì bảng D khi có được 4 điểm sau 3 trận. Croatia dẫn đầu với 3 trận toàn thắng. Tại vòng đấu dành cho 16 đội mạnh nhất, Croatia chỉ phải gặp Đan Mạch, trong khi đó Argentina sẽ chạm trán tuyển Pháp. Theo nhận định của tờ Gazzetta dello Sport, trong trận đấu vừa qua, đội tuyển Argentina đưa người hâm mộ của họ đi hết mọi cung bậc cảm xúc, từ vui mừng, lo lắng tới vỡ òa sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Kunet Kaki. Chiến công này có đóng góp lớn của Lionel Messi và Marcos Rojo. Tờ Daily Mail không tiếc lời khen ngợi Marcos Rojo. Sự tỏa sáng của trung vệ đang khoác áo Man United đã giải cứu người Argentina khỏi sự sợ hãi về nguy cơ bị loại để thẳng tiến vào vòng 1/8. Nhận định của tờ The Sun cho rằng, cú volley đẹp mắt của Rojo ở cuối trận đã cứu sống giấc mơ chinh phục chức vô địch World Cup của đội tuyển Argentina. Bên cạnh đó, nó cũng dập tắt hy vọng đi tiếp của Nigeria. Nhật báo AS bình luận, cú dứt điểm không thể cản phá của Marcos Rojo đã giúp cho người Argentina thoát khỏi tình cảnh đau khổ và chuyển sang trạng thái vui sướng vỡ òa. Theo tạp chí 442, bàn thắng quyết định của người hùng Marcos Rojo đã giúp cho đội tuyển Argentina thoát chết ngoạn mục để thẳng tiến vào chơi ở vòng 1/8. Còn theo France Football, Argentina đã có một màn trình diễn đáng kinh ngạc trước Nigeria. Đây là một trong những màn thoát hiểm điên rồ bậc nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. We'll be right back.